bổ nhiệm Thứ trưởng Phạm Quang Vinh làm đại sứ Việt Nam tại Mỹ. Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Trương Tấn Sang đã bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng sản Việt Nam tại Hoa Kỳ. Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh nằm trong danh sách 22 đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng sản Việt Nam tại nước ngoài và 7 tổng lãnh sự được Chủ tịch nước ông Trương Tấn Sang trao quyết định bổ nhiệm ngày 16 tháng 7. Đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Hoa Kỳ đương nhiệm Nguyễn Quốc Cường sẽ kết thúc nhiệm kỳ trong thời gian tới. Thứ trưởng Phạm Quang Vinh, cử nhân quan hệ quốc tế, Đại học Ngoại giao từ năm 1975 đến năm 1980. Riêng tại Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, ông có 2 nhiệm kỳ công tác, trong đó nhiệm kỳ từ năm 1996 đến năm 1999. Ông giữ vị trí tham tán công sứ, phó trưởng đại diện thường trực Phái đoàn Cộng sản Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Sau đó, ông làm tham tán công sứ, đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. Cuối năm 2011, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao. Trước đó, ông đã là trợ lý bộ trưởng, trưởng SOM ASEAN Việt Nam.